Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta được tái ngộ để chúng ta bàn nhiều vấn đề liên quan đến James Comey và vấn đề Barack Obama. Trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi cũng xin cảm ơn một người khán giả cũng là một người bạn tâm giao của Dương Đại Hải ở từ Chile, tức là Chi Lợi. Hôm nay quý vị thấy Dương Đại Hải mặc bộ com lê từ cà vạt đến sơ mi. Áo vest đều là do người bạn tâm giao này gửi từ Chi Lợi về để mà tặng Dương Đại Hải. Rồi anh còn nói rằng anh còn nhiều đồ và anh sẵn sàng từ từ đã gửi đến Dương Đại Hải để lên đài cho đẹp. Mặc dù biết Dương Đại Hải đã có nhiều cái bộ com lê rất đặc sắc. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đạt. Đồng thời chúng tôi lại có anh Dũng, anh Hùng, anh Nam gọi điện thoại về nói rằng là bữa trước Dương Đại Hải có nói ông tỷ phú Mark Cuban là chủ nhân của cái đội banh Dallas Cowboys. Thật ra đấy là chủ nhân của bộ đội banh Dallas Maverick. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã hướng dẫn và đã điều chỉnh cái chi tiết đó rất hay. Rồi chúng tôi lại có rất nhiều quý vị khán giả điện thoại hỏi về cái ngày đại hội quân dân cán chính của toàn thể Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cũng như quốc nội vào hạ tuần tháng 8 tới đây tại thành phố Houston, Texas. Và chúng tôi nhận được điện thoại của Đảng Dân Chủ ở Âu Châu hứa là sẽ qua vào khoảng độ vài chục người để tham gia cái buổi đại hội này. Rồi chúng tôi lại nhận được cộng đồng người Việt ở bên Arlington, tiểu bang Texas của thuộc về vùng Dallas. Rồi điện thoại của anh em ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Và quý vị cũng đều nói một cách rất hăng say, có người thì bảo sẽ mướn cả một xe bus. Như anh chị ở bên Kim Lê, ở bên Texas, bên Dallas, để chở anh em bà con về dự cái đại hội. Bởi vì quý vị tất cả đều nói rằng là chưa bao giờ trong cái lịch sử của người Việt hải ngoại lưu vong mà lại có một cái cuộc đại hội mà do toàn quân, toàn dân, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đây là một cái dịp trước hết và cũng là sau cùng để chúng ta giải quyết vấn đề lãnh đạo. Mọi người đều công nhận rằng người Việt chúng ta hải ngoại từ lâu nay có rất nhiều đoàn thể, quân dân cán chính, rồi các chính đảng, rồi các tôn giáo. Nhưng mà chúng ta bị khủng hoảng về vấn đề lãnh đạo. Không tổ chức nào nói tổ chức khác nghe. Tổ chức nào cũng có lãnh tụ, tổ chức nào cũng có chủ tịch. Và tổ chức nào cũng tuyệt vời. Chúng ta phải công nhận người Việt hải ngoại rất yêu nước. Yêu nước đến cái độ hăng say, chúng ta tổ chức quá nhiều. Cho nên đây là một cái thời gian để chúng ta cần phải liên kết mọi người thành một mối để bầu ra một người lãnh đạo và một ban điều hành của tổ chức người Việt hải ngoại. Và có thể hợp pháp và nói chuyện với chính phủ Hoa Kỳ cũng như với quốc tế. Thì rất nhiều lần chúng tôi được các giới chức ở trong Hoa Kỳ, quân dân cán chính từ bên hành pháp cũng như bên lập pháp cũng như bên tư pháp, họ không hiểu nói chuyện với ai bây giờ. Họ đến một địa phương như ở Cali này, nguyên Nam Cali chúng ta có đến 3 cộng đồng. Thì bây giờ một cộng đồng dẹp rồi, cũng vẫn còn 2 cộng đồng. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta không có một cái tiếng nói duy nhất. Cái đó là một cái hay. Bởi người Việt Nam của chúng ta nhiều tài, cái đó đúng chứ. Không phải là một cái dở. Cái chỗ mà nhiều nhân tài xuất hiện, đó là một cái phúc cho dân tộc. Nhưng mà cũng là một cái trở ngại khi chúng ta cần tiếng nói duy nhất. Vì vậy anh em chúng tôi, những cái người có nhiệt tâm, nhiệt huyết đối với Tổ quốc và đồng bào, chúng tôi mạo muội góp công góp của bỏ ra để chúng ta tổ chức một cái đại hội sau cùng của người Việt hải ngoại. Vì trong cái thời gian này là một cái thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa. Chưa có một Tổng thống Hoa Kỳ nào mà công khai có thể giúp đỡ cho những nhân dân, những quốc gia chống lại xã hội chủ nghĩa của Cộng sản. Cũng chưa có một Tổng thống nào mà công khai tiêu diệt Tập Cận Bình hay là Tàu Cộng. Cũng chưa có một Tổng thống nào mà có muốn tiêu diệt Cộng sản của Venezuela. Quý vị thấy không? Một lúc ông Donald Trump của chúng ta, ông đánh 3-4 mặt trận. Từ mặt trận kinh tế, tiêu diệt, làm ăn của bên Tàu Cộng, bất lương.
Mà nhờ cái chỗ tờ cộng bất lương và lươn lẹo đó, Tổng thống Donald Trump mới có chính nghĩa và ông ta đã được cả thế giới ủng hộ. Có thể nói như vậy, những cái quốc gia tư bản tin vào Thiên Chúa, cả quốc tế ủng hộ Donald Trump. Cho nên cái công ty của tàu cộng đại diện là Huawei bây giờ hầu như cả thế giới xa lánh. Rồi có một ông tổng thống nào mà đi tiêu diệt cộng sản của Venezuela? Venezuela là do Hugo Chavez lãnh đạo cách đây 20 năm và mới qua đời cách đây vào khoảng độ 5-6 năm. Thì Hugo Chavez là đệ tử của Fidel Castro, của cộng sản Cuba. Mà quý vị biết là thế nước Cuba cộng sản là một cái nước khốn nạn, ngay bên cạnh Hoa Kỳ, mà người dân bây giờ không có ăn, đói khổ, nghèo nàn là vì cộng sản, có thế thôi. Thì Venezuela này cũng vậy, đang là một quốc gia tư bản nổi tiếng về vấn đề người đẹp của thế giới, 5-6 lần được phong làm hoa hậu thế giới, dầu lửa nhiều nhất Nam Mỹ. Vậy mà sau khi Hugo Chavez bắt chước của Fidel Castro đem xã hội chủ nghĩa vào, dân Venezuela ngày nay cơm không có ăn. 4-5 triệu người phải bỏ nước ra đi, y như là người Việt Nam năm 1975 đến năm 1980 liều chết để mà tìm cái sống trong tự do. Một cái chế độ mà làm cho người dân phải xa lánh, sợ hãi, kinh tởm thì sao gọi là một chế độ nhân bản được. Cho nên chúng ta rất hay được Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiêu diệt xã hội chủ nghĩa trước diễn đàn Liên Hợp Quốc. Bởi vậy cho nên bây giờ anh em mình, nếu không có một tiếng nói duy nhất, bây giờ hỏi quý vị đi, chúng ta có những cái đảng ở đây, 5-6 đảng, chúng tôi không muốn nói tên. Thế bây giờ 5-6 đảng này, Tổng thống Donald Trump đâu có thể nói chuyện với 5-6 ông lãnh tụ này được. Thì cần phải có một cái tiếng nói duy nhất. Chúng tôi đứng ra tổ chức, chúng tôi không ra tranh cử. Thứ nhất là vì chúng tôi lớn tuổi. Cái thứ nhì là vì chúng tôi muốn sự công chính. Chúng tôi đang thắp đuốc đi tìm Minh Chúa. Câu nói này chúng ta đã có hơn một lần. Tôi tưởng có một người có thể làm Minh Chúa để chúng tôi yểm trợ, nhưng không ngờ cái người Minh Chúa này không được. Thế thì bây giờ chúng tôi cần phải tìm một Minh Chúa. Rất nhiều tổ chức hay, nào là diễn hành New York, nào là các đảng phái cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà đấy chỉ là anh hùng nhất khoảnh. Những cái hội tổ chức đôi khi có một vài người cũng là lãnh tụ. Thì chúng ta chê hay trách, chúng ta vẫn khen ngợi. Đông tay vỗ nên kêu. Chỉ có một cách là bây giờ, nếu tất cả, tôi xin thưa với quý vị, nếu tất cả các tổ chức chính đảng và tôn giáo ở hải ngoại này thật lòng với quốc gia và dân tộc, mời quý vị về đại hội. Hạ tuần tháng 8 tới đây, chúng tôi sẽ tuyên bố ngày tháng và địa điểm rõ rệt trong vài tuần, trong những ngày tới, khi hoàn cảnh cho phép. Mời quý vị, năm châu bốn bể, quay về một hướng, Houston, Texas, để chúng ta cùng ngồi lại với nhau trong 3 ngày. Để chúng ta tìm hiểu nhau, chúng ta đưa ra những cái quốc sách để cứu quốc và kiến quốc, để trình với toàn thể đồng bào trên thế giới, 3 triệu đồng bào hải ngoại và 93 triệu đồng bào trong nước. Ngay cả tôi đã nói mà, bất cứ ai chúng tôi cũng đều nhận, ngay cả những người cộng sản mà họ thật lòng chán cộng sản, trở về với đại gia đình dân tộc, chúng tôi vẫn hoan nghênh. Chúng ta chỉ cần làm sao có một tiếng nói duy nhất và quý vị tự bầu lấy nhau. Chúng tôi nghĩ rằng kỳ này đại hội diện trên đại biểu trên toàn thế giới, đảng phái, chính đảng, tôn giáo, tổ chức, đoàn thể, chúng tôi đều tha thiết mời gọi quý vị về tham dự với nhau. Tự quý vị ngồi trình bày với nhau, tự quý vị đưa ra kế sách về cứu quốc và kiến quốc, tự quý vị trình bày trước ống kính với toàn thể đồng bào Việt Nam, 5 châu 4 bể trong và ngoài nước. Rồi quý vị sẽ tự động bỏ phiếu cho nhau, bầu chọn cho nhau. Rồi lại thêm một cái phần bỏ phiếu của các đồng bào trong nước hải ngoại, qua telephone, qua internet. Cộng tất cả những cái kết quả đó lại, chúng ta sẽ lựa ra một vị lãnh đạo cho nước Việt Nam bây giờ và mai hậu. Để chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn. Chúng tôi được rất nhiều dịp, như trong cái chuyến đi Hoa Thịnh Đốn kỳ vừa rồi,
chúng tôi đã vào tòa Bạch Ốc, chúng tôi đã nói chuyện với các chính đảng, chúng tôi đã gặp các vị dân biểu, đặc biệt là cái ông dân biểu Bergen, ông cựu là trung tướng quân lực Việt, quân lực Hoa Kỳ và đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Ông ta rất tha thiết đến tình trạng của đất nước Việt Nam. Rồi đến ông Martin Dell là một người bạn cùng dạy trường chính trị cố vấn Phụng Hoàng của Việt Nam đối với Dương Đại Hải. Ông ta rất sung sướng gặp lại nhau và ông ta cũng như là ông dân biểu Bergen đều nói một câu, trung tướng Bergen, các anh làm sao lại không có một người lãnh tụ để chúng tôi có thể nói chuyện và chúng tôi có thể đưa quý vị vào Quốc hội, chúng tôi đưa quý vị vào tòa Bạch Ốc để nói chuyện cho danh chính ngôn thuận. Và với cái lời nhắn nhủ đó, Dương Hải đã trở về bàn với anh em một số những người có của ăn của để, nói thẳng là như thế. Chúng tôi bây giờ lớn tuổi rồi, tiền bạc chết không đem theo được, đứng ra tổ chức cái buổi tiệc đại hội 3 ngày để lựa những người có tâm hồn, có tư cách và đồng bào lựa, chứ không phải chúng tôi lựa. Cho nên khi nó không có nói rằng là gà nhà hay là đi mánh mông, no, đây mới là một thực lãnh tụ Việt Nam của chúng ta. Cho nên đêm ngày chúng tôi cầu mong ơn trên, nếu quý vị là Phật giáo cầu xin với Đức Thế Tôn, quý vị là Công giáo cầu xin với Thiên Chúa, quý vị là Tin Lành cũng vậy, quý vị là các đạo Hòa Hảo Cao Đài cũng thế, cầu xin của Đức Thế Tôn có thể soi sáng cho những người yêu nước sẽ về tụ tập ở thành phố Houston vào hạ tuần tháng 8 tới đây để chúng ta cùng nhau bầu lên một vị lãnh tụ cho Việt Nam bây giờ và mai sau. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.